Hello, xin chào các bạn đến với kênh BB Núi nhé. Hôm nay mình lại review lại cho các bạn xem chợ Bắc Hà hôm nay có những chú chó nào đẹp. Và mình sẽ tổng hợp lại những chú chó đẹp nhất cho các bạn xem trong video này nhé. Và mời các bạn đón xem và nhớ xem hết video các bạn nhé. Các bạn mới xem nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để xem thông báo mới nhất nhé. Ok, xin mời các bạn. Trắng bông. Xù to. Xù rất to này các bác. Và con chó vào xù rất to. Nhìn trắng tinh các bác. À, bé nhưng mà kêu to nhỉ. Bé này kêu to nhỉ. Kỳ thật. Mồm đen xì đây này, đốm lưỡi này. Con này con đực à? Đen gần như là đen hết luôn này. Ui, đuôi rất dài, mấy sợi trắng này. Này là bông bông. Nhìn lông rất là mượt các bạn. Con này con cọc à? Cọc, con này con đực. Cọc này đấy. Đấy chưa? Con này con đực hay con cái đấy? Cái đấy. Đây bao tiền đấy? Ôi giời. Bụng này khói rồi. Rất là to này. Đây chỉ giá 2 triệu rồi các bạn này. Nhìn rất là ok này. Người bồng lau sủ tít mù luôn. Đấy tính đực các bạn. To cứ đại khổ lồ các bạn này. Kinh khủng. Dòng chó cái ti ti này các bạn, khóc xong này.
Nha, cục nha. Cục xù chân mai hoa rất là đẹp hoa. Một bạn trắng và một bạn đấy này. Con này bán đến bao nhiêu đấy? Vâng. Hả? Triệu 2 á? À, triệu 2. Con này con đực à? Con này con gì? À, hai con đực. À. Thanh. Được hết à? Được hết. Vấn đề một cái à? Rồi, mặt mũi đẹp nhèm hết. Con này bao nhiêu đẹp? Cọc bé quá. Cọc xồm. Mua con này đi anh. Con này như thế mà không giống hết. Xây thế á. Con này giới tính được con này. Đấy, đuôi đuôi chuột. Phải nói là đuôi chuột. Lưỡi hồng. Đó. Hai con này thì bao nhiêu bác? Con này một mấy sợi anh nhỉ? Con được phụ điểm đây là một thịt chứa rồi. Con được phụ điểm đây là một thịt chứa rồi. Thank you.